chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, sự thật tuyệt vời. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, đúng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch, ẩm trọn lộc trời, tài lộc thăng hoa, tiền của ào về như thác lũ, giàu dược mặt đại gia. Quý khán giả thân mến, có câu nói rằng phúc đức tựa như cây trái, không phải tự nhiên mà có, mà chúng ta cần phải biết cách gieo trồng và chăm sóc. Người thật sự có phúc thường biết làm việc thiện, tích đức, dùng việc tốt của mình để sưởi ấm và giúp đỡ người khác. Họ biết rằng lòng tốt là cách giao tiếp tình cảm chân thành nhất giữa con người với nhau, và đó cũng là cách tốt nhất để đạt được hạnh phúc và sự hài lòng. Trong video ngày hôm nay, quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu vận số của con giáp tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch, từ đó nắm rõ vận số của mình sẽ ra sao từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch cô hồn đặc biệt này quý khán giả nhé. Trong số 12 con giáp, tuổi Sửu tức con trâu là con giáp đứng ở vị trí thứ hai. Theo quan niệm của Tử Vi phương Đông, những người sinh ra trong năm Quý Sửu thường có tính cách mạnh mẽ, kiên định, không ngại khó khăn và gian khổ, luôn nỗ lực và chịu khó để đạt được thành công. Họ cũng là những con người hướng nội, không thích khoa trương, dù tài giỏi hay giàu có đến đâu họ cũng ứng xử rất khiêm nhường. Quý Sửu là con người thẳng thắn, thành thật và luôn dùng lý trí khi giải quyết công việc. Họ rất trung thành và đáng tin cậy. Một khi đã hứa thì sẽ làm tới cùng. Họ ghét những con người không thành thật, giả tạo, thậm chí luôn tìm cách tránh xa, không tiếp xúc với những con người này. Quý Sửu đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Họ có khả năng làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, thì ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mài mòn mà ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn, giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh. Chính vì điều đó, Quý Sửu dễ dàng chạm mốc thành công. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự quyết định đó khiến Quý Sửu trở thành người bảo thủ, cố chấp trong mắt mọi người. Họ ít làm theo lời khuyên từ ai đó, kể cả là những người thân. Họ tin sự lựa chọn, những suy nghĩ, tính toán của bản thân mình. Quý Sửu là người có tính cách bình tĩnh, cẩn trọng. Người cầm tinh con trâu không bao giờ hoảng loạn khi đối mặt với khó khăn. Họ không dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường hay suy nghĩ của người khác. Luôn giữ vững tinh thần, kiên trì làm đến bước cuối cùng. Trước khi quyết định hay hành động, họ sớm đã suy nghĩ kỹ càng và chuẩn bị đầy đủ. Vì thế khi đã thực hiện là sẽ thường đạt được thành công. Tuy nhiên, tính cách cố chấp thích thể hiện bản thân, đam mê sự nghiệp lại có nghị lực phi thường, nên Quý Sửu không hợp làm những công việc lặng lẽ. Họ là những nhà lãnh đạo bẩm sinh, tuổi Quý Sửu cũng được cho là những người rất hợp với vị trí lãnh đạo. Nhiều người cho rằng tuổi Quý Sửu vốn vất vả vì mang bản mệnh linh vật con trâu, nhưng điều này là vô căn cứ. Người tuổi Quý Sửu sở hữu rất nhiều tính cách tốt. Ưu điểm của họ cho thấy sự tốt bụng, giúp họ được mọi người xung quanh yêu mến. Người này giàu lòng trắc ẩn, tình thương và sự đồng cảm của họ đến từ tấm lòng bao dung của mình, chứ không phải từ nỗi sợ hãi, sức mạnh hay địa vị của người khác. Họ thậm chí còn thông cảm với những người yếu thế và kém may mắn hơn mình. Tuổi Quý Sửu lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác và ngược lại. Người tuổi Quý Sửu cũng thường xuyên gặp được những người tốt, sẵn sàng giúp đỡ mình. Ngoài ra, họ luôn có sự chân thành và đối xử tử tế với người khác. Họ khiêm tốn và không bao giờ tự cao, tự đại. Họ luôn biết ơn những điều họ nhận được trong cuộc đời này. Thực ra, người tuổi Quý Sửu mang tiếng vất vả hơn các con giáp khác, cũng một phần vì bản tính hiền lành, nhút nhát và sự cứng đầu của bản thân. Người tuổi Quý Sửu yêu truyền thống và tôn trọng khuôn khổ. Họ không thích vượt ra khỏi các ranh giới mang tính luật lệ. Điều này cho thấy họ là người nghiêm túc, đáng tin cậy, nhưng cũng là điểm yếu cản trở họ phát huy sáng tạo. Nếu một người không nhạy bén, cập nhật xu hướng mới, thì sẽ rất khó thích ứng được với những thay đổi mới của thời đại. Cũng chính vì ôm ấp vòng tròn an toàn quá lâu, mà người tuổi Quý Sửu sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển. Thế nên, tuổi trẻ của tuổi Quý Sửu sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả là vì vậy. Nhưng nếu tuổi Quý Sửu nới lỏng được nguyên tắc chậm mà chắc, làm đến đâu chắc ăn đến đó, thì họ sẽ sớm tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Khi thời vận đến, năng lực trong tay, thì người tuổi Quý Sửu hoàn toàn có thể đổi đời, gặt hái được nhiều thành công, tiền tài rộng mở. Trong công việc, Quý Sửu làm việc một cách trình tự, khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất. Với con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, tư duy logic chặt chẽ,
họ có tài trong kinh doanh sẽ trở thành những ông chủ, bà chủ lớn. Ngay từ khi còn rất trẻ, trong cuộc sống, họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành thực hiện theo, đôi lúc khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu, bị kiểm soát. Tuy nhiên lại khó có thể thay đổi được thói quen của mình, họ sẽ không phù hợp với những công việc ngoại giao, thuyết phục người khác. Để đạt được ước mơ, hoài bão, chinh phục được thành công, thì quý sửu vẫn luôn kiên trì, cố gắng và quyết tâm đến cùng. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu thì sẽ không bỏ cuộc. Họ luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Dù cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ sẽ không dễ dàng chán nản, bỏ cuộc, mà sẽ bền bỉ từng bước một thực hiện kế hoạch của mình, không vội vàng, hấp tấp. Họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình, dù trong những lúc nóng giận. Đó là lý do vì sao thì mọi người luôn trông thấy vẻ bề ngoài điềm tĩnh, vui vẻ của họ. Tuy thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thử thách thì vẫn ung dung, hiên ngang, toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Nữ mệnh tuổi Quý Sửu là mẫu mẹ hiền, vợ đảm, biết chăm lo, thu vén gia đình, cũng rất coi trọng việc giáo dục, dạy dỗ con trẻ. Xem tử vi thấy rằng, nữ mệnh Quý Sửu gặp nhiều may mắn trong chuyện tình duyên, ở vào tiền vận cuộc sống có nhiều vất vả, khó khăn, sang đến trung vận thì sẽ dễ dàng hơn. Gia đạo, sự nghiệp phải trải qua không ít lần đổ vỡ mới được vẹn toàn, nhưng đến hậu vận thì sẽ được sung sướng, thảnh thơi. Nam mệnh tuổi Quý Sửu là người hết lòng phấn đấu sự nghiệp để dành cho gia đình những điều tốt đẹp nhất. Quý Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, họ có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, họ luôn có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu thì sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Nam mệnh tuổi Quý Sửu cuộc đời gặp được nhiều may mắn, đường công danh phát triển mạnh mẽ, có thể vào trung vận có nhiều kết quả về danh phận, đời sống có thể lên đến tuyệt đỉnh của cuộc đời. Tóm lại, tuổi Quý Sửu có nhiều ý hay, ý đẹp về cuộc sống cũng như về danh vọng và sự nghiệp, thì tuổi Quý Sửu phát triển mạnh về công danh, trung vận và hậu vận được sống sung sướng. Xét tổng quan vận trình tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch tuổi Quý Sửu cho thấy nguyệt lệnh lâm bệnh, nên thời gian này con giáp tuổi Quý Sửu trở nên trì trệ hơn. Có thể thời gian qua, dù bản mệnh đã cố gắng rất nhiều nhưng có thể chưa được gặp may mắn như mong đợi, nên bắt đầu thiếu đi ý chí chiến đấu và cố gắng. Thời gian này, bạn chẳng thể đợi có ai đó xuất hiện và kéo bạn ra khỏi sự buồn chán này. Bạn phải tự tìm cách để đẩy lùi sự đơn điệu trong đời sống bằng những ý tưởng mới, giúp bạn đi qua mỗi ngày thoải mái hơn. Tương xung gây ra những căng thẳng trong mối quan hệ từ tình cảm gia đình cho tới đồng nghiệp, người thân. Nguyên nhân chủ yếu là tuổi Quý Sửu hay giận hờn. Bạn đề cao bản thân nên khi ai đó không làm đúng ý thì bạn giận hờn. Đại hao khiến chuyện tiền cũng có vấn đề mà tuổi Quý Sửu phải lo lắng khá nhiều trong thời điểm này. Có thể các vấn đề liên tục xuất hiện khiến bạn không biết nên xử lý thế nào cho đúng. Thì giải thần xuất hiện giúp giải ách trừ hung, nhờ thế mà bản mệnh không lo giận hạn. Các khó khăn dù xuất hiện nhưng sau đó cũng nhanh chóng được tháo gỡ, mang lại cho bạn sự cân bằng mà bạn mong muốn. Thực thần dự báo những buổi gặp gỡ, ăn uống với mọi người diễn ra khá nhiều trong thời điểm này. Có thể chính điều này giúp bạn được thoát khỏi tình trạng trì trệ hiện tại, làm cuộc sống của mình tươi vui hơn với trải nghiệm mới của mọi người. Sau đây là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Ở thời điểm này, tuổi Quý Sửu chỉ muốn làm việc độc lập, không thích lắng nghe, đóng góp ý kiến của người khác, vì điều đó khiến bạn có cảm giác tiến độ công việc bị chậm lại. Nguyệt lệnh lâm bệnh nên bản thân cũng thiếu chủ động hơn trong công việc, khi không có nhiều động lực để mỗi sáng háo hức được đi làm.
Lý do có thể là vì bạn thường xuyên tìm động lực từ bên ngoài nên mới xảy ra các vấn đề như thế. Ngay từ bây giờ, bạn cần học cách để tự tìm ra đam mê, mục đích. Khi đó, bạn sẽ tuân thủ sự kỷ luật hơn là cảm hứng và cảm xúc của mình. Lúc này thì bạn nên dành thời gian phân tích để có được sự rõ ràng trong công việc và giải quyết những sai lầm đã xảy ra. Nếu không, việc lặp đi lặp lại những sai lầm cũ khiến chính bạn và những người xung quanh đều khó chịu. Đừng tin tưởng đồng nghiệp hay cộng sự, dù là người thân tín tới mức kể hết mọi dự định của mình nhé. Sự sáng tạo sẽ giúp bạn bước vào guồng quay sôi động, vui vẻ, khiến bạn thích thú ngay cả trong đời sống cá nhân lẫn công việc. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Quý Sửu cho thấy rằng bản mệnh thời điểm này có thể kiếm được tiền, nhưng có nhiều khoản chi bất ngờ xuất hiện như ma chay, cưới hỏi, sinh nhật, thăm người ốm, nếu không thận trọng có thể phá vỡ kế hoạch tiết kiệm. Vào lúc này, đại hao xuất hiện khiến Quý Sửu khó khăn hơn trong việc kiểm soát chi tiêu. Việc mua sắm quá nhiều món đồ có giá trị cao khiến nhiều người rơi vào tình trạng thiếu tiền vào cuối tháng. Tình hình tài chính của bản mệnh trong thời điểm này đang không được ổn định. Bạn chỉ nên ưu tiên các giải pháp an toàn nhất có thể. Thời gian này, nếu ai hỏi vay tiền bạn thì hãy khéo léo từ chối. Có thể bạn rất muốn giúp người ta nhưng cần thực tế hơn với tình hình tài chính của mình. Ở hiện tại, bạn cũng đang gặp khó khăn nên chớ sĩ diện. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng, ở thời điểm này, tình hình sức khỏe của con giáp tuổi Quý Sửu khá tốt, giúp bạn thực hiện tốt các kế hoạch và dự án của mình. Bạn không quá tin tưởng vào các thực phẩm chức năng, thay vào đó là bạn dành thời gian để chăm sóc sức khỏe của mình từ thể lực đến trí lực mỗi ngày. Kết quả như hiện tại thực sự là thành quả của một quá trình dài mà bạn áp dụng cách phù hợp với bản thân. Nhị hắc nhập cung chính tây, nhắc nhở người mệnh này nên quan tâm chú ý tới sức khỏe của người thân trong gia đình, nhất là người già, đặc biệt là các vấn đề thường gặp như cao huyết áp, bệnh về hệ hô hấp hoặc dạ dày. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Quý Sửu cho thấy ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tới vận trình tình cảm của tuổi Quý Sửu không hề nhỏ. Chính lúc này, con giáp tuổi Quý Sửu mới càng để lộ ra rằng bản thân quá phụ thuộc vào người thân. Bạn thiếu đi bản lĩnh của mình nên dễ bị u mê, vướng mắc, tình cảm không đạt được như mong muốn. Trong tuần này, bạn nên học cách yêu thương bản thân. Có thể thời gian qua bạn đang theo đuổi những thứ hạnh phúc tạm bợ ở bên ngoài. Tinh thần bạn sẽ rất tích cực nếu bạn chịu thay đổi mình, chịu khó vui chơi với bạn bè, tham gia các chuyến đi thú vị cùng mọi người. Tiếp theo là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 4 ngày 1 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 7 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tử vi 4 ngày này của tuổi Quý Sửu cho thấy trong thời điểm này dự báo con giáp tuổi Quý Sửu sẽ chịu nhiều vất vả, cực nhọc. Lúc này không phải là khoảng thời gian dễ dàng. Mọi thứ chẳng đơn giản như chúng ta thể hiện bề ngoài, mà mọi thứ cứ tiếp tục đưa ra những đòi hỏi với bạn. Thời gian này cũng có rất nhiều yêu cầu từ khách hàng. Nhiều người sẽ phải tăng ca để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Lúc này đòi hỏi bản mệnh phải thực sự kiên nhẫn, từ tốn để hiểu rõ mong muốn và đáp ứng được những yêu cầu này. Ảnh hưởng của tương xung nên rất dễ có bất đồng trong công việc. Thậm chí có người tuổi Quý Sửu còn chống đối với cấp trên của mình, tự loại bỏ đi những cơ hội tốt của bản thân trong mọi việc. Con giáp tuổi Quý Sửu tránh việc hiểu lầm rồi làm sai và tốn nhiều công sức sửa chữa. Nhất là ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm tuyệt, rất dễ khiến bạn muốn buông xuôi vì mệt mỏi, chán nản. Đại hao xuất hiện trong 4 ngày dự báo, bạn phải chi khoản tiền lớn, có thể liên quan đến học phí của con hoặc việc làm ăn chưa thu được lợi nhuận. Dù sao thì vẫn phải cân đối lại chi tiêu cho dù bạn đang có rủng rỉnh tiền bạc đi chăng nữa. Xem tử vi hàng ngày của tuổi Quý Sửu cho thấy, bản mệnh gặp nhiều trở ngại và đòi hỏi phải thực sự tập trung mới có thể xử lý hết được các vấn đề còn tồn động từ trước đó. Trong thời điểm này thì bản mệnh không dễ để nói lý với người khác đâu nhé. Bạn cần phải có đủ kiên nhẫn. Nếu bạn làm tốt thì sẽ được mọi người công nhận. Thời gian này,
công việc chồng chất, thân thể mệt mỏi nên khó tránh khỏi một số sai lầm đáng tiếc. Người tuổi Quý Sửu nên thận trọng để tránh để sai lầm, mất thêm công sức để sửa chữa rất mệt mỏi. Nguyệt Mã tác động khiến công việc có nhiều bất ổn, môi trường cạnh tranh có sự ganh ghét, ghen tị. Ngoài ra thì thể hiện rõ ràng quan điểm và hành động của mình trong mọi tình huống, cũng chính là cách xử lý hiệu quả nhất với những rắc rối quanh bạn. Tham gia vào các dự án có tính quyết định nên bạn cũng chịu áp lực và căng thẳng khá cao. Những lúc này, quyết định của bạn cũng không thực sự sáng suốt. May mắn là có thiên tài ghé thăm trong thời điểm này cho thấy bạn rất giỏi trong việc thể hiện bản lĩnh của mình trong việc kiếm tiền. Ngay cả khi tình hình khó khăn, bạn cũng đủ khéo léo mở ra những cơ hội tốt để tăng thu nhập, thế nên việc rủng rỉnh tiền tiêu là điều dễ hiểu. Bản mệnh cũng có thể kiếm tiền bằng việc đi làm thêm, dù vất vả hơn nhưng giúp bạn giải quyết chuyện tiền nong thời gian này. Không khuyến khích bạn hợp tác làm ăn, nhưng rất ủng hộ bạn đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống và có thể giúp nhiều người hơn. Vậy nhưng không phải ai cũng tìm được niềm vui trong khi kiếm tiền. Sự vất vả và khổ cực mà bạn phải gánh chịu khiến bạn giảm đi sự hứng thú với những niềm vui khác trong cuộc sống. Nguyệt lệnh lâm tuyệt nên con giáp tuổi Quý Sửu mệt mỏi từ trong thân đến trong tâm. Nếu có bệnh thì nên tập trung chữa trị trước đã nhé. Hãy cố gắng đảm bảo tốt sức khỏe của bản thân thì sau này làm gì cũng dễ dàng hơn. Đừng nên để tình trạng căng thẳng kéo dài, ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bạn. Hãy tìm các cách thức phù hợp như chia sẻ nỗi lòng của mình với ai đó. Nếu không thể thì thử viết ra giấy. Bản mệnh nên ghi lại những cảm xúc của mình bằng nhật ký hoặc chia sẻ ẩn danh trong một hội nhóm nào đó, có thể giúp bạn giải tỏa căng thẳng. Việc sử dụng từ ngữ để khám phá bản thân sẽ khiến bạn thấy thú vị và yêu đời hơn. Tiếp theo là tử vi từ ngày 12 đến ngày rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Xem tử vi những ngày này cho thấy, người tuổi Quý Sửu phạm cục diện tương xung thái tuế, tài lộc tuy có khởi sắc nhưng chủ yếu là chính tài, thứ tài bấp bênh, ít gặp may mắn về tài chính. Bên cạnh đó thì có đại hao chủ hao tán tiền của ảnh hưởng, đây lại được dân gian coi là tháng cô hồn. Bản mệnh đề cao cảnh giác, quản lý túi tiền thật chặt, tránh tiền mất tật mang, sự nghiệp gặp khó khăn không ít trở lực. May mắn là Nguyệt Mã và Thiên Vũ các tinh trợ mệnh, tuy mang tới nhiều cơ hội khẳng định năng lực, nhưng đồng thời lại khiến cái tôi của bản mệnh quá lớn, không chịu nghe hay tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh. Vì thế mà quan hệ xã giao bị gián đoạn, triển khai công việc gặp khó khăn, lúc đó một mình xử lý, hầu như không có người hỗ trợ. Xem tử vi phương Đông thấy rằng, cơ hội đến rồi đi như đùa giỡn với con giáp tuổi Quý Sửu vậy. Đúng là có những cơ hội tốt nhờ Nguyệt Mã và Thiên Phúc đưa tới, nhưng xem ra vì bạn tự cao tự đại quá nên không nhận biết vận may của mình đang tới. Do đang mãi tự dỗ ngực khen bản thân, rắc rối cũng từ đó mà ra. Khi bạn không biết hạ bớt cái tôi xuống, dẫn theo những rắc rối do những người không ưa bạn đang bày ra, khiến bản mệnh gặp không ít khó khăn. Chưa kể môi trường công sở lúc này cũng không hài hòa, thường có những trường hợp khó chịu gây cản trở. Trước hết bạn hãy tỏ ra khiêm tốn hơn một chút để được mọi người góp ý chính xác. Lúc đó hãy lắng nghe thật lòng và cân nhắc kỹ việc gì có thể áp dụng, việc gì cần loại bỏ, để bạn có thể tiết kiệm thời gian lắng nghe. Không có nghĩa là bạn ôm hết vào mình mà không có chính kiến của bản thân. Những quyết định, cam kết hợp tác nghiêm túc trong thời điểm này nên được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đặt bút ký. Hãy chắc rằng bạn đã hiểu rõ mọi thứ về đối tác của mình. Thời điểm này không phải là không có tiền, nhưng dường như tiền vào rồi lại ra đi nhanh chóng vì sự thiếu kiểm soát của con giáp tuổi Quý Sửu. Hơn nữa, do bạn cứ để mặc cảm xúc hành hạ nên tiêu tiền theo cảm xúc khá nhiều mà không hề tính toán. Những ngày này của tháng cô hồn không hề tốt cho việc mua sắm thêm đồ đạc cho bản thân và gia đình đâu. Vì thế, hãy tránh chi tiền mua đồ, tốt hơn hết là dành một khoản cho tiền tiết kiệm của bạn. Tình hình tài chính lúc này khá bấp bênh, tốt hơn hết là bản mệnh nên tránh mọi sự mạo hiểm. Lời khuyên cho bạn đó là không nghe ai đó dụ dỗ, nên hạn chế gặp những người lâu ngày bất ngờ liên lạc lại vì có những rủi ro tiềm ẩn mà bạn không biết. Có thể nói, liều lĩnh có thể đem lại những hậu quả ngoài tưởng tượng, trong khi sự an toàn giúp đem lại những kết quả giá trị nhất. Trong thời điểm này thì hoàn toàn không thích hợp cho bản mệnh thực hiện những cam kết tài chính, thương thảo công việc, tìm kiếm đối tác đâu nhé. Trong những ngày này, thế giới nội tâm của con giáp tuổi Quý Sửu cũng đang cần sự riêng tư, do đó bạn sẽ ưu tiên việc nghỉ ngơi và dành thời gian cho bản thân hơn.
Đây là cơ hội để bạn nắm bắt tất cả những tiếng nói bên trong và thực sự lắng nghe những cảm xúc bên trong. Bạn cũng cần uống thật nhiều nước, bao gồm cả loại nước khoáng, rau củ quả, sữa, để đảm bảo một cơ thể khỏe mạnh và còn giúp các tế bào da tăng đàn hồi và độ ẩm cần thiết. Quý khán giả thân mến, những thông tin dưới đây là cách giải xui chuẩn phong thủy cực dễ trước rằm tháng 7 âm lịch. Dọn dẹp nhà cửa. Một không gian nhà ổn định và gọn gàng sẽ giúp năng lượng tích cực dễ dàng lưu thông, trong khi một ngôi nhà lộn xộn có thể tạo ra cảm giác rằng mọi thứ đang đi không đúng hướng. Để biến đổi tình hình này, hãy bắt đầu bằng việc làm sạch và sắp xếp những thứ xung quanh bạn, loại bỏ những đồ không còn giá trị hoặc không cần thiết. Tiếp theo hãy dành thời gian lau chùi nhà cửa, loại bỏ bụi bẩn và mạng nhện, xem xét việc tái cấu trúc, bố trí đồ đạc theo nguyên tắc phong thủy, để tối ưu hóa luồng năng lượng và cuối cùng, một lớp sơn mới sẽ làm tươi mới và tái sinh không gian sống của bạn, đem tỏi theo bên mình. Tỏi không chỉ là một gia vị phổ biến trong bữa ăn hàng ngày, mà còn được coi là một vật phẩm trừ tà. Nhiều người tin rằng, mùi đặc trưng của tỏi có khả năng đẩy lùi năng lượng xấu. Trong nhiều bộ phim từ Trung Quốc đến Việt Nam, tỏi thường xuất hiện như một biện pháp chống lại ma quỷ. Trên thực tế, tỏi được cho là có khả năng loại bỏ tà khí, tránh ra giận xui, cân đối năng lượng âm dương và mang lại sự may mắn cho người sử dụng. Để tận dụng hiệu quả của tỏi trong việc trừ tà, bạn chỉ cần sử dụng phần lõi một lượng tỏi nhỏ đặt trong túi và mang theo bên mình đã có thể giúp bạn bảo vệ mình khỏi năng lượng tiêu cực. Treo gương bát quái. Việc sử dụng gương bát quái trong việc trừ tà và xả xui đã trở thành phương pháp phong thủy được nhiều người áp dụng. Gương này được cho là có sức mạnh phản chiếu và đẩy lùi năng lượng tiêu cực, cũng như các thế lực bất lợi, tùy thuộc vào dạng của gương lồi lõm hay phẳng mà có cách treo đặc trưng. Không chỉ vậy, việc lựa chọn gương bát quái cũng cần phải tương thích với tuổi và hướng nhà của chủ nhân, nên đặt gương này ở vị trí trên cửa chính hoặc cửa sổ đối diện với ngoại thất. Khi tiến hành treo, nên tiến hành lễ với thổ địa và đọc lời cầu nguyện. Đốt trầm. Trầm hương là biểu tượng truyền thống của Phật giáo và phong thủy. Khi cháy, trầm hương phát ra một hương thơm dễ chịu và tinh khiết, thể hiện sự hòa quyện giữa trời và đất, còn được mô tả như là mùi vị của Niết Bàn. Khi bạn thắp trầm hương trong nhà, không gian sẽ trở nên thanh lọc, loại bỏ các năng lượng tiêu cực và giảm thiểu rủi ro, xui xẻo. Hơn nữa, hương trầm khiến tâm hồn con người trở nên thanh thoát và yên bình, như thể tìm thấy sự giác ngộ nội tâm. Sử dụng muối. Từ xưa có quan niệm rằng, đầu năm mua muối, cuối năm mua dôi, qua cầu này mới được coi là biểu tượng của sự may mắn, sự bình yên và khả năng trừ tà, loại bỏ năng lượng tiêu cực. Rất nhiều người áp dụng việc sử dụng muối như một biện pháp xua xui. Điểm thuận tiện là hầu như mỗi gia đình đều có muối, nên việc áp dụng phương pháp này trở nên dễ dàng. Bạn có thể thử giải muối ở ngưỡng cửa hoặc phía trước sân để ngăn chặn năng lượng không tốt. Thậm chí sắc muối xung quanh khu vực giường ngủ hay cửa phòng cũng là một cách được nhiều người lựa chọn. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.